chào quý nhân dân Phật tử và các bạn. Đúng là hết Tết thì vẫn còn xuân. Mặc dù hôm nay đã là ngày 22 tháng Giêng năm Giáp Thìn, mọi người thì đã trở về với công việc và cuộc sống hàng ngày rồi. Thế nhưng một ngày cuối tuần như thế này thì nhân dân và du khách thập phương cũng đã trở về với chùa Ba Vàng để tham quan, lễ Phật, cầu cho mình một năm mới bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Ngay bây giờ thì mời mọi người hãy cùng đón xem không khí tại nơi đây vào ngày hôm nay nhé. Mọi người đến đây là rất là tĩnh tâm và mọi người cảm thấy là đến một cái nơi bình yên, an lành. Không phải những mình chú mà cơ quan chú cũng ai cũng thấy rất là hài lòng và thích. Ngay từ cái chỗ đỗ xe cho đến lên đến trên này, bãi xe sạch sẽ và mọi người sắp xếp rất là gọn gàng. Thế mà lại còn không thu tiền vé. Tia nắng hồng bồng bềnh mây nhẹ trôi, nắng trời thanh thơi hoa đua nở, ong bướm vui rộn ràng bay nô đùa mùa xuân. Đầu tiên chỉ là chùa này chỉ thấy nó rất là khang trang đẹp, mà ở trong chùa chỉ còn được ăn thưởng thức các cái đồ nhà chùa phục vụ như là nước này, hoa quả này thì vui lắm. Cái món này là cái món mà lâu lắm mà chị chưa được ăn, thì chị thấy thơm ngon. Chị đi hết một lượt rồi đấy, chị thấy đẹp mà khang trang, về phải cảnh đẹp thì mới đẹp, nhưng mà chị sự là cái chu đáo ấy, là chị thấy là chu đáo nhất ấy, thực sự luôn. Từ hướng dẫn này rồi thì đến chu đáo đến cả hoa quả để cho mọi người ăn này, miễn phí này, trà nước miễn phí này, mọi người không phải lo cái gì ở trong chùa này, thì thấy là rất là thích. Cảm ơn các em. Mẹ ơi, mẹ ạ, con ăn bên là không tha rồi đấy. Ăn nữa không? Cơ ăn nữa, con bảo xin nữa đi. Lần đầu tiên là ra Phùng Minh và đến chùa Ba Vàng xem nhiều đến cả cái clip nói về là gần vạn học sinh tu tập, học sinh và sinh viên cũng làm rất tốt. Thì mình cũng có sắp xếp được thời gian thì về, thứ nhất là về du xuân chùa, thứ hai là về hướng tâm Phật, đấy, nghe những cái lời dạy của Tam Bảo. Thì mình cũng có qua một lời xin lời Phật dạy, sau đấy thì mình nguyện cầu và mình tìm ra được con số mà nó hiện hữu ở trong đầu mình. Như lá của mình thì là từ bi đối đãi với bất kỳ người nào cũng vậy, không chỉ không làm tổn thương họ mà còn cần phải giúp đỡ họ. Những cái lời Phật dạy ấy, đều là những cái lời luôn luôn đúng, và những lời luôn luôn hướng con người đến cái thiện, những cái an nhiên trong cuộc sống.